các bác nha thì bây giờ là cũng đã muộn rồi các bác à, 8 rưỡi rồi và hôm nay em tiếp tục à, sẽ phải làm đêm mấy hôm trước cũng phải làm đêm các bác và hôm nay tiếp tục em làm đêm để cho nó kịp đơn hàng để gửi đi cho các bác thì à, à, cũng cảm ơn tất cả các bác đã xem video và đăng ký kênh ủng hộ em và có những đơn hàng à, gửi à, cho nên là em cũng à, luôn luôn cố gắng là làm sao để cho nó kịp đơn hàng gửi cho các bác thì các bác thấy ở đây là cái cây lọc nước thì ở đây là các cái mối hàn em hàn các cái sợi nhựa ba sợi và các bác hàn như thế này để cho nó chắc chắn cho các bác nha ở đây là em hàn mối sợi nhựa ba sợi và bên trong thì em tiếp tục em vào em hàn đầu bên là em hàn một đầu bên để cho nó dỡ cố định cho nó chắc các bác ạ và đường này là em vào kiều thì cái kiều này em sẽ vào một lớp kiều nhựa pvc dày và em để À, khoảng à, 8 tiếng cho nó khô hẳn đi. Đấy, sau đó em sẽ vào tiếp tục một lớp keo hai thành phần các bác ạ. Thì à, mấy hôm nay là anh em thợ bận đi khoan giếng, rồi nhà cũng làm nhiều cái dàn khoan đấy. Cho nên hôm nay là nhận được nhiều việc khoan giếng cho nên anh em thợ đi khoan chính vì vậy mà lâu nay em bận làm cái ống nước thì cũng không đi qua được cái khoan giếng để <laughs> các bác xem. Thì à... Mong các bác thông cảm thì ở đây là cái ống nước mà em làm thì ngày mai em sẽ cố gắng vào để gửi đi cho các bác và tối nay thì em sẽ tiến hành làm cái cây lọc ba đây các bác thì đây là cái than hoạt tính thì em đã cũng đóng bì rồi than hoạt tính cao dừa thì ngày mai em sẽ gửi cho các bác và đây là cái nắp bịch đây các bác thì cái nắp bịch đây là cái nắp bịch 250 ngày mai em sẽ gửi đi kiên giang cho các bác thì ở đây là Uh, đơn hàng của bác đặt ở trong miền Nam là 30 cái nắp bịch 250 là ngày mai em sẽ gửi đi cho bác thì uh, cái nắp bịch 250 đi thì em gửi đi với cái giá là uh, 50.000 một cái các bác ạ và cái 200 thì em gửi đi 40.000 và ở đây là cái than hoạt tính cao dừa thì em đã đóng uh, bao rồi phải chuẩn bị gửi đi còn ở đây là ba cái lọc ba uh, các bác và bây giờ em sẽ chế cái cái lọc nước ba đây các bác đấy em sẽ chế cái uh, bộ ba cái lọc nước này để uh, uh, gửi đi cho uh, các bác thì uh, cũng cảm ơn uh, uh, bác Lộc ở uh, Phú Thọ đã đặt ba cây lọc này của em thì uh, em sẽ uh, cố gắng làm uh, sang ngày mai thì em sẽ gửi đi cho bác được sớm nhất thì à uh, ở đây là mình sẽ chế một bộ lọc ba cây lọc luôn các bác nhé thì uh, nước nó nguồn vào nó sẽ bơm qua ba cái lọc này và đưa ra đầu ra thì uh, ở ba cái lọc này cái cây lọc đầu tiên á thì uh, sau này các bác lắp các bác chỉ buộc cái phần cắt sông em thôi nhá và cái cây thứ hai thì mình sẽ bụa uh, than hoạt tính uh, gáo dừa vào và nếu mà cái nguồn nước của các bác mà nhiễm đa vôi thì cái cây thứ ba này mình sẽ buộc cái hạt cà tì ông thì để uh, lọc cái uh, nước uh, mà vừa nhiễm sắt vừa nhiễm đá vôi thì bắt buộc mình phải xử lý đầu nguồn cho nó sạch thì sau sang này sang cái cây lọc đá vôi mình lọc cái sạch được các bác ạ thì các bác thấy là những cái nguồn nước mà nó bị nhiễm đá vôi á, thì mình phải bỏ cái hạt cation vào để lọc mà cái hạt cation thì các bác thấy là trong cái quá trình sử dụng á, mình phải dùng cái dùng dịch nước muối để mình hoàn nguyên chính vì vậy mà mình xử lý đầu nguồn đi nó tốt được bao nhiêu thì sau này cái quá trình mà mình uh, lọc cái cây mình uh, đưa cái hoàn nguyên vào để mình muối vào mình hoàn nguyên cái uh, hạt cation thì nó sẽ uh, kéo dài được lâu và nó sẽ bảo đảm cho cái uh, hạt cation này của mình được sử dụng được lâu dài bởi vì cái hạt cation này mình mua cái giá thành nó rất chi là cao cho nên là mình sẽ chế và bảo quản nó cho nó tốt các bác thì các bác thấy đây em hàn hai đầu luôn nhé đây cái lớp em vào kiều đấy Thì đấy các bác sau một thời gian làm bây giờ cũng đã là hơn 10 giờ rồi mọi người cũng đã đi ngủ hết rồi các bác thì em đã làm xong cái bộ lọc nước 3 này cho khách thì ngày mai em sẽ đóng đơn hàng em gửi đi thì mai em sẽ có cái video hướng dẫn thực tế cách các bác sử dụng cái bộ ba cái lọc nước này thì ở cái bộ ba cái lọc nước này thì ở cái cây đầu tiên các bác có thể bỏ cát sông vàng để lọc không và cái cây thứ hai ấy, thì mình sẽ bủa than hoạt tính hoặc mang gan vào và cây thứ ba nếu mà cái nguồn nước của các bác nhiễm vôi thì các bác có thể bủa đá vôi vào nhé và ở đây là em làm cái chế độ ba cái khóa này Đấy. ở dưới đây thấy các bác thấy đấy thì sau này là sụp giữ tất cả nó dẫn ra một đầu nước ở đằng kia thì khi mà nó dẫn ra cái đầu nước ở bên đấy thì các bác sụp giữ thì chỉ cần dẫn một đường nước thải đi thôi thì nó sẽ sạch nó sẽ không bị các cái đầu giữ này nó sẽ không bị chảy bẩn ra cái không gian mà mình uh, sử dụng các bác thì ở đây là em làm sẵn luôn cho cô đấy uh, về lọc còn ở kia thì cái đường nước dẫn vào đây các bác thì sẽ dẫn sang bên kia và ở kia là cái đầu khóa ra thì uh, ở đây là hai cái đầu này em có lắp rắc cua luôn đấy thì uh, về cái nguyên lý sử dụng thì ngày mai em sẽ hướng dẫn cho các bác nha thì còn cái ở đây tất cả các bác thấy đấy em làm cái này thì như cái bộ ba cái lọc nước này nó nó đã hoàn thiện rồi thì ở trên và đầu dưới em đều cắt hai đầu lọc để rộng cả và khi mà cái bộ này nó vào hoạt động thì các bác sục giữ nó rất chi là thoáng và nó không bị đóng cái cặn bẩn nha bởi vì ở đây là ở trong là em làm cái ống lọc 48 tám hai đầu cho nên là nó cực kỳ chi là thoáng đấy khi mà cái lớp bùn nó bám vào cái đầu cát sủi ở hai đầu thì ta cứ sụp giữ đi sụp giữ lại và nó sẽ đẩy được cái cặn bẩn ra thì ở đây là các bác thế này rắc cua em lắp cái rắc cua đây đây sau này cái nguồn nước vào mình sẽ lắp rắc cua vào đây và khi nè khi mà các bác sử dụng á mà các bác cần thay cây nào thì các bác sẽ tháo cái đấy ra thì ở đây nó có từng phần rắc cua riêng của từng cây một đây các bác đây là rắc cua nguồn nước nhé và đây là cái rắc cua của cây thứ nhất và đây là cái rắc cua của cây thứ hai đây các bác đây đây thì ba cái phần này thì các bác có thể tháo rời được ra và mình thay vật liệu được quá trình mà các bác dùng lâu á thì ở cái nắp này này cái nắp này thì em chế cái đầu ốc vít nhưng cũng có cái những cái trường hợp mà về nắp các bác nó cũng có thể là bị hở thì nếu như trường hợp mà nó bị hở thì các bác có thể vào cái lớp keo đây dài hơn cho em và mình đóng lại mình cân mình vít lại còn nếu mà không được thì cái trường hợp bắt buộc thì ta cũng phải gắn keo đấy thì khi gắn keo sau này thay thì ta chỉ cắt cái đầu nắp ở bên trên này thôi các bác và đây ta khứ cái rãnh ra thì ta bẫy cái này là nó dài hết và ta mua cái nắp mới ta nắp lại Còn nếu các bác mà không có nắp thì các bác cứ liên lạc với em thì em sẽ gửi nắp cho các bác Đây này các bác thấy là đây cái đường nước em chế đây, đây Các bác thấy là dẫn ra sụp giữa phần nào nếu mình sụp giữa cái này thì mình khóa tất cả các đầu kia lại thì nguồn nước thải nó sẽ xuống kia và mình sụp giữa cái này thì mình sẽ khóa bên đây lại đấy cứ lần lượt các cái phương thức là sụp giữa ta sẽ khóa từng lượt như vậy thôi và ở đây là cái đường nước lên bồn này các bác thì các bác thấy cái đường nước lên bồn thì em cũng làm một cái rắc cua nhé đấy thì sau này ví dụ như cái trường hợp mình thay thì mình cứ vặn cái rắc cua ra là mình sẽ thay được ba khí nước này thì kể cả từng cái cây lồng một hoặc cây lồng đôi vậy thì các bác về các bác cứ lắp cho em nguồn vào nguồn ra là các bác chưa lắp cho em hai cái rắc cua một cái rắc cua nguồn ra và một cái rắc cua dồn nguồn vào thì ở cái bộ cây lồng khí này nó cần cái cây lồng nước này nó còn thiếu một cái van bột khí nữa đây, sau này mình sẽ lắp cái van mậu khí nữa, là nó chỉ là rất chỉ là ok thì qua đây cũng cảm ơn cô lộc đã tin tưởng và đặt cái lòng nước bên bên em thì khi về sử dụng đó, có vấn đề, vấn đề gì mà cô chưa hiểu thì cô cứ gọi điện zalo trực tiếp hình ảnh thì em sẽ tư vấn cho cô lắp đặt cái cây này một cách dễ dàng và thuận tiện nhất thì qua đây thì xin cảm ơn tất cả các bác đã xem video. Chúc tất cả các bác nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Chúc các bác một buổi tối ngon giấc nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở cái video tiếp theo. Xin cảm ơn tất cả các bác.